Khi Chúa cho con hoang trở về, nhìn thấy quê hương vui tràn trề là Việt Nam, chiều ân hoan cho cuộc tranh đua. Bao nước vây chung quanh đòi nợ, bị đóng đinh trên cây thập tự. Một dân tộc trả bằng máu 30 năm qua. Nào lên tiếng nói cho cùng, vì lương tâm chúng ta trường mòn, vì vẫn lo tương lai nguy nan, bọn đầu cơ càng thêm lớn. Cuộc phiêu lưu đã bao sâu và đắng cay thương đau đã nhiều. Tôi không làm chưa vừa hay sao? Khi bỗng dưng giam trong ngục tù, rồi bỗng dưng mang thân tội đồ, phải gào lên người con trái tim cùng âu lo. Khi bỗng dưng lao đao đọa đày, nợ của sát nhân. Khi chúng ta quay lưng im hơi, khi chúng ta không buông thành lời, bọn mưu toan, bọn gian ác quái vật lên ngôi. Khi chúng ta yên thân phận mình, khi chúng ta không ai thật tình, kéo dài một cuộc sống 100.000 điều linh. Nào lên tiếng nói cho cùng, vì đi theo những tên điên khùng, đời sống đu trên dây hại hùng, bị hàm oan và tai tiếng. Bọn tham lam đã buôn nhân loại,
và sẽ che cho đêm thêm dài. Sự im lặng là đồng lõa với họ ai ơi. Nào lên tiếng nói cho cùng, bị đi theo những tên điên khùng. Đời sống đu trên dây hài hùng, vì hàm oan và tai tiếng, và tai tiếng. Bọn tham lam đã buôn nhân loại và sẽ che cho đêm thêm dài. Sự im lặng là đồng lõa với họ ai ơi. Sự im lặng là đồng lõa với họ ai ơi.